Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, mưa lớn ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc đã gây ảnh hưởng đến 131.600 người tại 5 thành phố trên toàn tỉnh, buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp hơn 7.300 người. Ngoài ra, các trận mưa như chút trong suốt 24 giờ từ sáng qua đến sáng nay đã gây thiệt hại về kinh tế lên đến 156 triệu nhân dân tệ, tương đương 39,07 triệu đô la Mỹ, nhấn chìm đường xá và khiến nước sông ở các địa phương dâng cao trên mức cảnh báo. Lượng mưa đo được tại huyện Doanh Sơn thuộc Nam Sông Tứ Xuyên đã lên đến 424,8mm chỉ trong 24 giờ. Mưa lớn cũng khiến 54 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, làm hư hại nghiêm trọng 135 ngôi nhà. Hoạt động hỗ trợ và cứu hộ đang được triển khai. Mỗi năm, Trung Quốc thường hứng chịu lượng mưa lớn nhất vào mùa hè, đặc biệt trong bối cảnh gần đây khi biến đổi khí hậu khiến cho thời tiết cực đoan và khắc nghiệt hơn, đe dọa sức khỏe của con người. Mới đây, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua những cơn bão lớn, đặc biệt thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh này, đã hứng chịu lượng mưa tương đương cả năm đổ bộ chỉ trong 3 ngày, gây lũ lụt kinh hoàng. Dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Hà Nam, hãng tin Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết lũ lụt tại tỉnh này đã làm chết ít nhất 99 người tính đến trưa nay, trong đó có 26 trường hợp mới được xác nhận ở Trịnh Châu, thủ phủ Hà Nam. Ngoài ra, hơn 930.000 người trong tỉnh đã phải di rời khẩn cấp và đến nay con số này đã tăng lên đến 1.560.800. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục. Mưa lũ ở Hà Nam cũng ảnh hưởng đến hơn 1,6 triệu hecta, trong đó 537.000 hecta bị phá hủy và 198.200 hecta mất mùa. Trên toàn tỉnh, hơn 840.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại. Thảm họa thiên nhiên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 90.981 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Con số thiệt hại ở Hà Nam chiếm phần lớn trong tổng số thiệt hại do lũ lụt, mưa bão ở Trung Quốc tính từ đầu năm tới nay. Tờ Global Times của Trung Quốc mới đây đưa tin, cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết, mưa lũ ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng đến gần 37 triệu người, 164 người chết và mất tích, phá hủy 75.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 126 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,83 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phân bổ 805 triệu nhân dân tệ, khoảng 132,4 triệu đô la Mỹ để tái thiết các khu vực của một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão và lũ lụt. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, khoản tiền trên sẽ hỗ trợ việc tái thiết cơ sở hạ tầng và cơ sở dịch vụ công cộng sau thảm họa ở các tỉnh Hà Nam, Tứ Xuyên, Sơn Tây và Chiết Giang. Kể từ 2 tháng trước, những trận mưa như chút nước đã tấn công Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Tây và cơn bão số 7 đã hai lần đổ bộ vào Chiết Giang, gây ra trận lũ lụt lớn, thương vong và thiệt hại tài sản. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trước đó Trung Quốc đã dành 3,4 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ kiểm soát lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Nam. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và hạn hán Trung Quốc, tính từ đầu năm đến nay, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến 36,91 triệu người, khiến 164 người chết và mất tích, phá hủy 725.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 126 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 19,83 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng từ 2 tháng trước đến nay, mưa lớn và lũ lụt ở 24 tỉnh, trong đó có Hà Nam, Trung Quốc, Sơn Tây và khu tự trị Nội Mông đã ảnh hưởng đến 17,4 triệu người, 116 người chết và mất tích. Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, ông Zhu Wenchen cho biết tại cuộc họp báo thông tin về công tác cứu trợ và kiểm soát lũ lụt. Mưa lũ tại Hà Nam vừa qua đã khiến 93 người thiệt mạng. Ông Zhu cho rằng thời tiết năm nay rất bất thường, với các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra, sự phân bố theo không gian và thời gian của lượng mưa không đồng đều và tần suất mưa ở nhiều nơi đạt kỷ lục. Các quan chức cho biết lượng mưa hàng ngày ở 154 trạm khí tượng quốc gia đạt tiêu chuẩn giám sát các sự kiện cực đoan, với 33 trạm đã phá kỷ lục lịch sử. Kể từ khi bắt đầu mùa lũ, lượng mưa trung bình trên toàn quốc là 414,8mm, ít hơn 1,4% so với cùng kỳ một năm có mưa lũ ở mức bình thường. Tuy vậy, khu vực phía Đông Bắc, lưu vực sông Hoàng Hà và các khu vực gần sông Hải Hà đã trải qua lượng mưa nhiều hơn và tập trung hơn. Vừa qua, lượng mưa trong một giờ tại thành phố Trịnh Châu, Hà Nam đo được là 309,1mm, mức cao nhất trong lịch sử của nước này. Bên cạnh đó, các sông ở miền Bắc Trung Quốc đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng.
với mực nước ở các sông vừa và nhỏ tăng nhanh. Kể từ khi bước vào mùa lũ cho đến nay, 392 con sông tại 27 tỉnh của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt vượt mức báo động, trong đó 116 con vượt mức phòng hộ và 51 con sông vượt kỷ lục lịch sử. Tháng trước được cho là mùa bận rộn nhất ở Myeongsan. Những năm trước, cánh đồng bát ngát xanh tươi, dược liệu xanh tốt mọc lên. Người dân chăm chỉ làm ăn mong đến vụ thu hoạch. Tuy nhiên vào năm nay, vẻ đẹp và hy vọng này đã tan vỡ một cách không thể tưởng tượng được. Vào ngày này, một trận mưa đá lớn, núi lửa và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã biến huyện Myeongsan, tỉnh Cam Túc, nơi đã được biết đến với danh tiếng Bến Cảng Hô và thị trấn y học thiên niên kỷ của Longyan từ thời cổ đại thành một đất nước đầm lầy. Những thay đổi rung chuyển trái đất đã diễn ra ở 18 thị trấn trong quận. Những tảng đá ban đầu ẩn sâu trong núi đã bị lũ cuốn trôi. Đất nông nghiệp bằng phẳng, những cây cao, những ngôi nhà rải rác và những con phố sôi động đã không còn nữa, thay vào đó là những ngôi nhà hoang tàn. Đất canh tác bị phá hủy, nhà cửa đổ sập, đường xá sụp đổ, thông tin liên lạc tê liệt và nguồn điện bị gián đoạn. Thảm họa mưa đá, dòng nước chảy xiết và các mảnh vỡ đã khiến 49 người chết ở quận Myeongsan, 23 người mất tích và 358.000 người ở 18 thị trấn thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt qua 6,8 tỷ nhân dân tệ. Lũ lụt và mưa đá, 9 thảm họa trong 10 năm quận Myeongsan nằm ở khu vực biên giới giữa cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và dãy núi Long Nam. Các thị trấn và thị trấn trong lãnh thổ này có nhiều núi, thung lũng sâu và vị trí địa lý đặc biệt khiến thiên tai thường xuyên xảy ra. Kính thưa quý vị, hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc đưa tin bão số 7 năm nay đổ bộ Trung Quốc lần thứ 2 mang theo những trận mưa như chút nước, khiến quốc gia này phải ban bố tình trạng báo động cao nhất tại miền Đông. Bão số 7 đổ bộ vùng ven biển gần Bình Hồ, một thành phố cấp quận thuộc quản lý của thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào khoảng 9 giờ 50 phút ngày hôm qua, với sức gió mạnh lên đến 28 m/s, khoảng 100 km/h ở vùng gần tâm bão. Chen Jefeng, chủ một khu nông nghiệp ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, chia sẻ: "Tôi đã từng trải qua nhiều cơn bão, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão mang theo lượng mưa lớn như vậy. Con sông phía sau nhà tôi chỉ là một con lạch, nơi du khách thường đến để giải trí và câu cá, nhưng hiện nay ngay cả chòi gỗ của tôi cũng sắp bị ngập. Tất cả các chuyến tàu cao tốc đi qua các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu và Ninh Ba đã tạm dừng hoạt động. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm qua, mực nước tại 9 trạm quan trắc lũ lụt ở Gia Hưng đã vượt mức cảnh báo, trong đó 8 trạm vượt quá mức nước an toàn. Khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, các con đường gần nhà thi đấu ở thành phố Bình Hồ đã bị ngập úng với mực nước cao đến 10 cm. Tính đến 11 giờ sáng cùng ngày, không có sự cố lớn nào liên quan đến thiên tai đã được báo cáo ở Gia Hưng. Tuy nhiên, bão số 7 gây ảnh hưởng đến hơn 114.000 người ở Gia Hưng, thiệt hại hơn 267 hectare cây trồng và 1,33 hectare nuôi trồng thủy sản, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4,97 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 741.000 đô la Mỹ. Hơn 155.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo Phó Giám đốc Trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực Cảng Gia Hưng, Wang Ping, trung tâm này đã chuẩn bị khoảng 170.000 mét khối đất để chống bão. Khoảng 50% trong số 44 doanh nghiệp hóa chất tại khu vực cảng phải tạm dừng sản xuất, số còn lại giảm năng lực sản xuất. Bão số 7 gây mất điện trên khắp Chiết Giang, ảnh hưởng đến 2,68 triệu hộ gia đình. Tuy vậy, nhờ nỗ lực của hơn 22.000 công nhân sửa chữa, 95% nguồn điện đã được khôi phục. Người đứng đầu cơ quan quản lý khẩn cấp của Gia Hưng, ông Ken Kinju, nhận định rất hiếm khi có bão đổ bộ vào Gia Hưng, vì thế cơn bão lần này là một thách thức lớn với công tác kiểm soát lũ lụt của thành phố. Theo ông, các tường chắn sóng cũ dọc theo vịnh Hàng Châu và các kẻ đất ở các vùng nông thôn là vấn đề cần quan tâm nhất trong công tác kiểm soát lũ lụt, vì chúng có thể không chịu được tình trạng ngâm nước kéo dài. Ngoài ra, ông Khan cho rằng thời điểm này Gia Hưng đang vào mùa thu hoạch trái cây như đào và nho, nên bão số 7 gây mưa lớn chắc chắn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân. Tại siêu đô thị lân cận Thượng Hải của Trung Quốc, bão số 7 đã làm bật gốc hơn 19.560 cây và ngập một diện tích lớn đất trồng trọt trong 2 ngày qua ở quận Kim Sơn, nơi gần điểm đổ bộ thứ 2 của bão số 7. Ngày hôm qua, quận này đã ban bố tình trạng ứng phó lũ lụt khẩn cấp ở cấp độ cao nhất và yêu cầu đóng cửa các siêu thị lớn, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học, bảo tàng, danh lam thắng cảnh và thư viện. Đồng thời, dịch vụ đường sắt ở Kim Sơn cũng tạm dừng hoạt động vào 2 ngày này.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.